Sau Pfizer, đến lượt Johnson & Johnson yêu cầu FDA phê chuẩn cho tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường. Ngoại trưởng Mỹ đàm phán với Tổng thống Pháp về hợp tác an ninh châu Âu. Đại diện thương mại Mỹ dập Trung Quốc vì không mua hàng Mỹ nhiều như thỏa thuận, Việt Nam tiếp tục hưởng lợi. Tiết lộ động trời, 330.000 trẻ em bị lạm dụng tình dục trong nhà thờ Công giáo ở Pháp. Tổng thống Thái Anh Văn nói, nếu Đài Loan sụp đổ, châu Á sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc. Các nước châu Á đổ xô đi mua thuốc trị COVID-19 của Mỹ. Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan vận động Hà Nội giúp đỡ gia nhập CPTPP. Doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam gặp khó khăn trong 3 tháng cuối năm 2021. Để giảm thâm hụt thương mại, Việt Nam cho biết sẽ cắt giảm thuế hàng nhập từ Mỹ. Vụ phá cửa cưỡng chế xét nghiệm ở Bình Dương, bà Lan tuyên bố khởi kiện hành chính. Và mở đầu là bản tin Hoa Kỳ và Thế giới. Công ty dược phẩm Johnson & Johnson hôm thứ Ba 5 tháng 10 đã nộp đơn yêu cầu Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chuẩn thuận liều vaccine COVID-19 tăng cường của họ, giữa lúc chính phủ Mỹ đang tiến tới việc mở rộng chương trình chích mũi tăng cường cho thêm hàng triệu người dân Mỹ. J&J nói rằng họ đã nộp đơn yêu cầu FDA cho phép dùng liều vaccine tăng cường này với người từ 18 tuổi trở lên sau khi họ đã chích vaccine chỉ cần một mũi của J&J trước đó. Tháng trước, FDA cho phép chích mũi tăng cường của Pfizer cho người cao niên, cũng như những giới có khả năng đề kháng thấp. The one cool thing about this Lorico i7 chair is it's research produced and built in the US, which is pretty amazing. You know, a lot of electronics and massage chairs, all of them are produced overseas. So it's a special feeling to know that this is produced in the U.S. right at home. Hi, I'm Shonda Sawyer. You may know me from my work with Paris by Night, Tweenya. I'm here in my Lorico massage chair. The chair is made right here in America, which is awesome because we're supporting American businesses, American workers, and I love that. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm 5 tháng 10 đã thảo luận về việc Pháp thúc đẩy hợp tác an ninh hơn nữa giữa các quốc gia châu Âu. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ cho biết trong chuyến thăm nhằm cố gắng sửa chữa những rạn nứt với Paris. Ông Blinken nói với ông Macron rằng Washington chắc chắn ủng hộ các sáng kiến quốc phòng và an ninh của châu Âu mà có thể tăng cường khả năng nhưng không làm suy yếu liên minh NATO. Còn các quan chức Pháp nhấn mạnh rằng AUKUS là một lời cảnh tỉnh cho các quốc gia liên Âu và rằng họ nên ứng phó với cuộc khủng hoảng gần đây giữa Paris và Washington bằng cách chấm dứt sự ngây thơ của khối khi bảo vệ lợi ích của mình và xây dựng năng lực quân sự của riêng mình trong khuôn khổ NATO. Ông Macron khẳng định với ông Blinken rằng Pháp đã đồng ý bất kỳ sáng kiến mới nào không được cạnh tranh với NATO. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai vào hôm thứ Hai 4 tháng 10 đã đọc bài diễn văn đả kích các hành vi thương mại sai trái của Trung Quốc và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ, đồng thời nói rằng chính phủ Biden sẽ vận động đồng minh cùng đối phó với quốc gia có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này. Theo CNBC, trong bài diễn văn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, bà Tai nói rằng mục đích của chúng ta không là làm tăng thêm sự căng thẳng về thương mại với Trung Quốc, nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình, và điều đó có nghĩa rằng phải có mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chúng ta trước các đợt tấn công gây thiệt hại trong nhiều năm qua hình thức cạnh tranh bất chính. Trong bài diễn văn, bà Tai xác nhận rằng chính phủ Biden tin là Bắc Kinh đang không tuân hành thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký với chính phủ Trump trước đây. Theo thỏa thuận được ký hồi tháng Giêng năm 2020, Bắc Kinh đồng ý mua thêm ít nhất 200 tỷ hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong thời gian từ năm 2020 và 2021 so với mức của năm 2017. Tuy nhiên đến nay Trung Quốc chỉ đạt được 62% con số này. Thỏa thuận nói trên dự trù sẽ hết hạn vào cuối năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho CNBC, bà Tai nói sẽ hướng dẫn phái đoàn Mỹ có cuộc thương thảo với Trung Quốc, dù hiện tại không thấy Bắc Kinh có nỗ lực nào để cải thiện mối quan hệ. Bà còn nói không biết có thể tin được Bắc Kinh hay không cho tới khi nói chuyện với Bắc Kinh. Chúng ta không biết sẽ đạt được gì cho tới khi chúng ta có hành động. Giới quan sát nhận định cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục ở trong tình trạng cò cưa như thế này dưới thời Biden, thì Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất.
Điều này cũng đã được cựu Tổng thống Trump khẳng định khi ông còn làm chủ Nhà Trắng. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Có khoảng 330.000 trẻ em là nạn nhân của vụ lạm dụng tình dục trong nhà thờ Công giáo ở Pháp từ năm 1950 đến năm 2020, theo kết quả một cuộc điều tra tại Pháp được công bố vào ngày 5 tháng 10. Người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập là Jean-Marc Sauvé công bố ước tính có ít nhất 216.000 trẻ em là nạn nhân của các linh mục và giáo sĩ. Nếu tính các vụ lạm dụng do giáo dân gây ra, thì con số nạn nhân có thể lên tới 330.000. Ông Sauvé cho biết, hành vi lạm dụng tình dục diễn ra có hệ thống. Khoảng 80% trong số đó là nạn nhân nam. Tài liệu báo cáo dài 2.500 trang, ước tính có khoảng 3.000 kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và 2/3 trong số đó là các linh mục trong nhà thờ. Oliver Savignac, người đứng đầu Hiệp hội Nạn nhân, đã nói với hãng tin AP rằng tỷ lệ nạn nhân rất cao là điều đặc biệt đáng sợ đối với xã hội Pháp và giáo hội Công giáo. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho rằng việc hòn đảo này rơi vào tay Trung Quốc sẽ gây hậu quả thảm khốc cho nền hòa bình ở châu Á và Đài Loan sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ nếu bị đe dọa. Bà Thái cho biết Đài Loan không hướng đến đối đầu quân sự mà muốn chung sống hòa bình, ổn định và đôi bên cùng có lợi với các nước láng giềng. Nhưng nếu nền dân chủ và cách sống bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ. Bà Thái khẳng định người dân hòn đảo sẽ vùng lên nếu sự tồn tại của Đài Loan bị đe dọa. Chính phủ Thái Lan đang thương lượng với công ty Merck để mua 200.000 liệu trình thuốc viên chống virus đang thử nghiệm của Merck để chữa COVID. Như vậy thì Thái Lan trở thành quốc gia châu Á mới nhất đổ xô mua thuốc này sau khi bị tụt hậu sau các nước phương Tây về vaccine. Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia cũng cho hay đang thảo luận để mua thuốc, trong khi Philippines, nơi đang diễn ra cuộc thử nghiệm thuốc này, nói rằng họ hy vọng cuộc nghiên cứu ngay trong nước sẽ giúp họ tiếp cận dễ dàng hơn với loại thuốc vừa kể. Các nước này đều từ chối tiết lộ chi tiết về các cuộc thương thuyết. Diễn tiến này xảy ra sau khi dữ liệu từ cuộc thử nghiệm lâm sàng tạm thời công bố ngày 1 tháng 10 cho thấy thuốc này có thể giảm khoảng 50% rủi ro nhập viện hay tử vong đối với bệnh nhân có nguy cơ cao bệnh COVID-19 nặng. Thuốc viên của công ty Merck được bào chế để cài sai lầm vào mã gen của virus sẽ là thuốc uống đầu tiên chống lại COVID-19. Chuyển qua các bản tin Việt Nam. Một hiệp hội các doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam sẽ trình một văn bản lên chính phủ Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 để yêu cầu quốc gia Đông Nam Á ủng hộ nỗ lực của quốc đảo nhằm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, trong lúc lo ngại việc Trung Quốc sẽ trở thành một thành viên của hiệp định này. Trích dẫn bản tin của CNA bằng tiếng Quan thoại, Taiwan News và Focus Taiwan cho biết, quyết định tìm sự ủng hộ của chính phủ Việt Nam được đưa ra sau khi khoảng 200 thành viên của Hội đồng Phòng Thương mại Đài Loan ở Việt Nam gặp mặt trực tuyến vào hôm 30 tháng 9. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Nhiều doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam đang phải đau đầu khi thiếu tài chính, nhân lực sản xuất và đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu. Báo điện tử VN Express dẫn dự báo từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, viết tắt là Vitas, cho biết 3 tháng cuối năm 2021 sẽ cực kỳ khó khăn để đạt mục tiêu xuất cảng 39 tỷ Mỹ Kim như kế hoạch, khi thực tế dịch bệnh còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tại nhiều tỉnh, nhất là khu vực phía Nam. Ngoài ra, nguy cơ cao nhất là khả năng đứt gãy chuỗi cung ứng do khách hàng chuyển đơn hàng đi nơi khác, cùng với việc thiếu hụt lao động khi cả triệu người về quê tránh dịch. Khác với hồi 6 tháng đầu năm tăng trưởng dương, từ tháng 7, ngành dệt may bắt đầu đối mặt với khó khăn khi dịch COVID-19 phức tạp và giãn cách kéo dài tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó có Sài Gòn. Hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng sản xuất, không thực hiện đơn hàng. Chưa hết, do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, các doanh nghiệp liên tục phải giao hàng chậm, một số công ty bị buộc phải giao hàng bằng máy bay, bất chấp chi phí cao. Thậm chí một vài doanh nghiệp còn bị hủy đơn, khiến họ tổn thất không những về kinh tế mà cả uy tín đối với khách hàng. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch của Vitas cho biết, qua thống kê ngành dệt may ghi nhận, xuất cảng giảm sâu. Cụ thể, kim ngạch xuất cảng chung toàn ngành trong tháng 8 đã giảm xấp xỉ 16% so với tháng 7, sang tháng 9 giảm tiếp trên 90% so với tháng trước đó.
Tính lũy kế trong 9 tháng qua, dệt may xuất cảng chỉ đạt khoảng 29 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam có kế hoạch giảm thuế đối với thịt lợn đông lạnh, ngô và lúa mì nhập từ Mỹ, một dấu hiệu của sự hạ giảm căng thẳng thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việc cắt giảm sẽ được công bố trong quý này là nhằm tăng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ và hạ giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam. Theo phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 10. Hồi cuối tháng 8, ngay sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội, Nhà Trắng cũng đã công bố việc Việt Nam sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn, ngô và lúa mì có xuất xứ từ Mỹ. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đưa ra vào ngày 25 tháng 8 nói rằng việc cắt giảm thuế sẽ cho phép các nông dân Mỹ cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh, đồng thời giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam. Các đợt cắt giảm đã được lên kế hoạch sẽ khiến cho thuế quan giảm từ 15% xuống 10% đối với thịt đông lạnh, từ 5% xuống 2% đối với ngô và loại bỏ thuế đối với lúa mì hiện đang là 3%. Bà Hoàng Phương Lan ở tỉnh Bình Dương hôm 5 tháng 10 tuyên bố sẽ khởi kiện hành chính về việc chính quyền địa phương đã xử phạt bà sau khi họ phá cửa căn hộ, cưỡng chế bà phải xét nghiệm COVID-19 hôm 28 tháng 9. Công bố thông tin trên trang Facebook cá nhân, bà Lan cho biết, chính quyền phường nơi bà cư trú hôm 2 tháng 10 đã ra quyết định xử phạt bà 2 triệu đồng vì bà không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phản ứng về quyết định đó, bà Lan cáo buộc rằng chính quyền đã cưỡng chế không hề theo quy định pháp luật, đồng thời làm bà bất an vì rơi vào tình huống có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Vì vậy, bà sẽ khởi kiện hành chính và kêu gọi các luật sư giúp đỡ. Video quay cảnh bà Lan bị cưỡng chế đã làm dân mạng Việt Nam phẫn nộ. Báo Tuổi Trẻ đăng bài lên án việc này là vi phạm quyền con người, nhưng sau đó dân mạng phát hiện bài viết đã bị xóa mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.